quý vị khán thính giả với giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. Tốn hàng triệu Mỹ Kim đền thờ vua Hùng ở Cần Thơ xuống cấp sau một năm. Hình ảnh đăng trên báo VOV cho thấy các vết nứt lúng xuất hiện ngày càng nhiều tại đền thờ vua Hùng ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đáng nói là công trình này mới khánh thành chưa đầy một năm, với kinh phí lên đến 5,4 triệu Mỹ Kim. Một số đoạn lan can của đền thờ vua Hùng đang trong tình trạng nứt sâu, thậm chí thấy được lõi sắt bên trong đã rỉ sét, còn một số hàng rào bờ tường thì bị nứt và nghiêng. Phản hồi về sự xuống cấp mau chóng của đền thờ vua Hùng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ khẳng định, các nhà thầu thi công tuân thủ thiết kế và các quy định xây dựng hiện hành. Hồi đầu tháng 4 năm ngoái, ông Nguyễn Xuân Phúc lúc này vẫn còn làm chủ tịch nước, chủ trì lễ khánh thành đền thờ vua Hùng, phát ngôn rằng đền thờ vua Hùng tại Cần Thơ là điểm hội tụ tâm linh tại vùng đất phương Nam. Trước đền thờ vua Hùng ở Cần Thơ, các báo tại Việt Nam từng ghi nhận một số công trình tượng đài triệu đô xuống cấp trầm trọng, thậm chí đang trong giai đoạn thi công. Cựu giám đốc của Sở Giáo dục Quảng Ninh và các thuộc cấp nhận hoa hồng 1 triệu 260 000 Mỹ Kim. Vào ngày hôm nay 24 tháng 2, Bộ Công an Việt Nam truy tố bị can có tên là Vũ Liên Oanh là cựu giám đốc của Sở Giáo dục tỉnh Quảng Ninh về tội vi phạm quy định đề đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh này còn có ông Ngô Vui là cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính của Sở Giáo dục tỉnh Quảng Ninh cùng với hai cựu phó phòng là ông Hà Huy Long và bà Phạm Thị Hạnh. Công an cũng đề nghị truy tố bị can có tên là Hoàng Thị Thúy Nga là chủ tịch của công ty NSJ Group bà Trần Thị Thanh Xuân và ông Trần Ngọc Thắng cùng là cựu tổng giám đốc của công ty MQF. Ông Ngô Mạnh Hùng là cựu phó giám đốc của công ty MQF. Ông Lê Long Hải là giám đốc kinh doanh khu vực 3 của công ty NSJ Group và 6 bị can khác với cùng tội danh. Do bà Oanh quen biết với bà Nga từ trước cho nên bà Nga đã tới đặt vấn đề thực hiện dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục mầm non năm 2016 sau khi trao đổi thì hai bên đã đồng ý giao cho các nhân viên lập ra dự án, đồng thời cung cấp các thiết bị cho vấn đề thầu mua sắm của dự án này. Để che giấu vi phạm thì bà Oanh đã chỉ thị cho cấp dưới phối hợp cùng với công ty VN New lập ra dự án, rồi phối hợp cùng với công ty Gia Lộc để phát hành chứng thư thẩm định giá theo đúng như giá các thiết bị, giá của khoản thầu mà bà Nga đã đưa ra. Sau đó thì họ tạo điều kiện cho công ty NSJ hoặc là công ty liên doanh với công ty toàn thịnh Tràng An do bà Nga chỉ định trúng khoản thầu mua sắm này. Từ những thủ đoạn nêu trên, trong giai đoạn từ năm 2016 tới năm 2019, công ty của bà Nga đã trúng thầu tổng trị giá là 6 vụ thầu thuộc 6 dự án hơn 26 triệu 700 ngàn Mỹ Kim. Trong đó có 2 vụ đấu thầu trong năm 2019 có trị giá là 13 triệu 500 ngàn Mỹ Kim, gây thiệt hại cho chính phủ Việt Nam 3 triệu 360 ngàn Mỹ Kim. Sau khi thực hiện các dự án này, thì bà Nga đã đưa cho bà Oanh 588 ngàn Mỹ Kim và đưa cho ông Ngô Vui 621 ngàn Mỹ Kim và đưa cho ông Hà Huy Long 75 ngàn Mỹ Kim. Trong vụ án này, bà Oanh bị cáo buộc với vai trò chủ mưu cầm đầu cùng với bà Nga. Và trong khi điều tra, Bà Oanh đã tự nguyện cũng như mong muốn nộp 588.000 Mỹ Kim để đền bù cho hậu quả này nhưng chưa được. Cảnh sát Việt Nam đã kê biên 8 bất động sản của bà Oanh để bảo đảm việc thi hành án. Các bị can khác có tên là Ngô Vui và Hà Huy Long đã nộp lại số tiền nhận được từ bà Nga. Cà phê sữa đá Việt Nam ngon thứ nhì thế giới. Theo chuyên trang ẩm thực Taste Atlas, món cà phê sữa đá của Việt Nam xếp thứ nhì trong số 10 loại cà phê ngon nhất thế giới. Xếp vị trí đầu tiên trong bình chọn là Ristretto của Ý. Taste Atlas miêu tả cà phê sữa đá Việt Nam là thức uống kết hợp giữa cà phê đen đậm cùng với sữa đặc và đá. Theo truyền thống, cà phê sữa đá phải được pha từ những loại cà phê xay vừa hoặc xay thô của Việt Nam, điển hình như Robusta. Cách pha cà phê Việt Nam cũng độc đáo, không giống bất kỳ nơi nào trên thế giới. Khi đổ nước nóng qua phin lọc nhỏ để từng giọt cà phê đậm đặc chảy xuống ly, sau đó sẽ trộn với sữa đặc và thêm đá rồi thưởng thức. Ngoài ra, nhiều người dân Việt Nam cũng thưởng thức cà phê theo một cách khác là chỉ kết hợp cà phê với đá. Trước đó, trang The Travel, một tạp chí chuyên về du lịch, đã xếp Việt Nam vào top 10 quốc gia có văn hóa thưởng thức cà phê độc đáo nhất thế giới. Bộ Tài chính Việt Nam lại muốn đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt. Vấn đề thay đổi thuế đối với các loại rượu bia, thuốc lá và nước ngọt nằm trong đề nghị xây dựng lại luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi đang được Bộ Tài chính Việt Nam lấy ý kiến. Với các loại thức uống có đường, nói chung là nước ngọt thì Bộ Tài chính Việt Nam đề nghị mức thuế tiêu thụ đặc biệt với mức phù hợp. Việc này được lý giải nhằm bảo vệ cho sức khỏe của người dân theo khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới và theo khuyến nghị của chính phủ Việt Nam. Cơ quan này trích dẫn các số liệu cho thấy tình hình tiêu thụ nước ngọt ở Việt Nam đã tăng rất mạnh gấp 7 lần trong 15 năm, từ 6.6 lít cho một người vào năm 2002 đã lên tới 50.7 lít đối với một người vào năm 2018. Mức độ tiêu thụ đồ uống có đường vẫn đang ngày càng gia tăng. Sang năm 2020, sản lượng thức uống nước ngọt và có gas tại Việt Nam đạt khoảng từ 3.3 tỷ lít và 1.5 tỷ lít. Kết quả điều tra dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam thừa nhận rằng tỷ lệ thừa cân béo phì của trẻ em Việt Nam càng tăng lên nhanh chóng ở tất cả các lứa tuổi và các khu vực thành thị cũng như nông thôn. Trong đó, nước ngọt là một trong những nguyên nhân chính. Còn với rượu, bia, thuốc lá thì thuế tiêu thụ đặc biệt các năm qua đã tăng theo lộ trình. Từ năm 2016 tới năm 2018, sắc thuế này với rượu từ 20 độ cồn trở lên và bia tăng từ 55% cho tới 65%. Thuốc lá và thuốc xì gà bị áp đặt thuế tiêu thụ đặc biệt là 75% từ năm 2019, tăng thêm 5% đối với giai đoạn 3 năm trước đây cảnh sát ăn chặn tiền thăm nuôi của bị can. Ngày 24 tháng 2, Trung, 37 tuổi, từng là đội phó đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện Vân Canh, Bình Định, bị tòa án nhân dân huyện này tuyên phạt 2 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trung làm việc tại nhà tạm giữ công an huyện Vân Canh. Tháng 7 năm 2021, Covid bùng phát nên nhà tạm giữ dừng cho gia đình các bị can thăm nuôi trong 3 tháng trung nhiều lần đưa điện thoại của mình cho các bị can gọi về gia đình xin mua đồ ăn thêm. Đại úy cảnh sát nhắn số tài khoản của mình cho gia đình các bị can chuyển tổng cộng 42 triệu đồng. Tuy nhiên trung chỉ chi hơn 1,4 triệu đồng mua đồ ăn cho bị can, còn lại tiêu xài cá nhân. Tháng 10 năm 2021 khi biết công an Bình Định sẽ thanh tra, trung hợp thức hóa số tiền đã nhận bằng cách tạo ra 25 phiếu gửi quà đưa cho các bị can ký vào một người nhận và đề nghị người thân của họ đến ký vào một người gửi. Ngoài ra Trung còn chỉ đạo cấp dưới soạn thảo một biên bản làm việc với nội dung người bị tạm giam xin tăng thêm khẩu phần ăn để hợp thức hóa số tiền đã nhận, chiếm đoạt. Các vụ sạt lở đất đai đã làm mất hơn 5.200 hecta rừng tại tỉnh Cà Mau. Tin tức này được nêu lên trong tờ tường trình của chính quyền tỉnh Cà Mau vừa gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam để kiến nghị trợ giúp kinh phí để làm các dự án đầu tư phòng chống sạt lở bờ biển tại Cà Mau. Theo chính quyền tỉnh này, thì sạt lở là mối đe dọa lớn nhất tới vấn đề dân sinh, kinh tế, xã hội và ngày càng gia tăng. Giai đoạn từ năm 2011 cho tới năm 2021, thì các vụ sạt lở đã làm mất đi khoảng 5.251 ha rừng ven biển, tương đương với diện tích của một xã của tỉnh Cà Mau. Trong nhiều năm qua, tỉnh này cũng đã xây dựng gần 58 cây số bờ kè để bảo vệ cho đất đai với tổng kinh phí lên tới hơn 75 triệu Mỹ kim. Trong đó, công trình chống sạt lở ở bờ biển Tây dài gần 42 cây số với kinh phí là hơn 44 triệu Mỹ kim. Còn ở khu vực bờ biển phía Đông của tỉnh Cà Mau có gần 13 cây số bờ kè được xây dựng với tổng số đầu tư là hơn 31 triệu Mỹ kim. Tuy nhiên, với tốc độ sạt lở ngày càng gia tăng thì tỉnh Cà Mau cần phải xây dựng thêm các công trình bảo vệ bờ biển với chiều dài hơn 132 cây số. Số kinh phí 40 triệu Mỹ kim được tỉnh này đề nghị lấy từ ngân sách của Trung ương. Nếu được thông qua thì tỉnh Cà Mau sẽ xây các công trình chống sạt lở đặc biệt nguy hiểm kéo dài gần 18 cây số ở khu vực cửa biển Hốc Năng của huyện Ngọc Hiển và bờ biển đoạn từ kênh Năm tới kênh Chùm Gọng cũng thuộc huyện Ngọc Hiển. Casino lớn nhất Quảng Ninh lỗ 4 năm liền. Công ty cổ phần quốc tế Hoàng gia OIC quản lý khách sạn Casino ở Hạ Long công bố doanh thu đạt 5 triệu Mỹ Kim, tăng gần 60% so với năm 2021. Trong đó, hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng đem về hơn 1,3 triệu Mỹ Kim, còn lại là nguồn thu từ khách sạn biệt thự. Doanh thu hoạt động tài chính 2023 của RIC đạt gần 281.000 Mỹ Kim, tăng mạnh so với năm ngoái, chủ yếu do lãi trên lệch tỷ giá tăng nhưng công ty này nói rằng vẫn bị lỗ sâu sâu thuế hơn 2,56 triệu Mỹ kim, dù mức lỗ đã giảm đáng kể so với với con số năm 2021. Chi phí hoạt động tài chính của công ty năm vừa qua đạt gần 504.000 Mỹ kim, tăng gấp đôi so với năm 2021. Doanh nghiệp này hiện đang vay một ngân hàng và công ty bất động sản tổng cộng hơn 6,5 triệu Mỹ kim. Như vậy, chủ casino lớn nhất ở Quảng Ninh đã có 4 năm thua lỗ liên tiếp, lũy kế đến nay OIC đã bị lỗ gần 20 triệu Mỹ kim sau thuế, nợ phải trả gần 11,9 triệu Mỹ kim. Trước đó, sau 3 năm lỗ liên tiếp, cổ phiếu của công ty này đã bị hủy niêm yết trên sàn HOSE vào tháng 4 năm 2022 và chuyển sang giao dịch ở sàn UPCOM kể từ tháng 5 năm 2022. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, thì vào tháng Giêng vừa qua, Việt Nam đã xuất cảng được 1.830 tấn cao su sang thị trường của Hoa Kỳ, trị giá là 2 240 000 Mỹ Kim, tức là giảm 45.8% về số lượng và giảm 50% về trị giá so với tháng 12 năm ngoái. Còn so với tháng Giêng năm 2022 thì giảm tới hơn 60% về trị giá. Trong tháng Giêng và nửa tháng 2 vừa qua, giá trung bình của lĩnh vực xuất cảng cao su của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ ở mức là 1.227 Mỹ Kim cho một tấn. Năm 2022, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 13 cho Hoa Kỳ, phần lớn là cao su tự nhiên. Đứng đầu là chủng loại SVR-3L, đứng thứ nhì là Latex, đứng thứ ba là svr cv lĩnh vực xuất cảng cao su sang thị trường Hoa Kỳ vào năm qua gặp nhiều trở ngại do đồng Mỹ Kim có nhiều biến động. Ngoài ra, vấn đề hoàn thuế khá chậm cho các công ty sau khi xuất cảng cũng như khiến cho vòng xoay vốn bị chậm lại, ảnh hưởng tới việc đầu tư thêm cho chu kỳ kinh doanh tiếp theo. Trong thời gian tới, thì giá nhiên liệu và nhu cầu chung về năng lượng tại Hoa Kỳ dự kiến sẽ giảm đi, nhất là chi phí vận tải giảm xuống. Đây là tín hiệu tốt cho việc xuất cảng cao su của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong các tháng tới đây. Tỷ lệ sinh mổ tại Việt Nam gần 50% và ngày càng gia tăng. Theo Bộ Y tế Việt Nam, tỷ lệ mổ lấy thai ở Việt Nam tăng liên tục trong 15 năm qua lên tới gần 37% trong năm 2022, cao hơn rất nhiều so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới đáng chú ý tại một số cơ sở chuyên khoa tuyến cuối tỷ lệ mổ đẻ chiếm khoảng 50%. Điều tra đo lường các chỉ số mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam về trẻ em và phụ nữ năm 2020 đến 2021 cho biết tỷ lệ sinh mổ tại Việt Nam chiếm 34,4% tổng các ca đẻ, tăng gần 7% so với năm 2014, trong đó hơn 20% trường hợp quyết định trước khi chuyển dạ và gần 14% quyết định sau đó. Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, mỗi năm có khoảng 21.000 ca đẻ, trong đó hơn một nửa là đẻ mổ, tỷ lệ đẻ mổ tăng dần theo các năm. Bác sĩ Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, tỷ lệ mổ đẻ tại đây ngày càng tăng vì đây là tuyến cuối, chủ yếu do bệnh lý của mẹ hoặc thai nhi ở nhiều nơi chuyển về. Ngoài ra, tình trạng chủ động mổ lấy thai theo yêu cầu cũng tăng cao. Nhiều gia đình mong muốn sinh con theo giờ, theo ngày đã được lựa chọn trước. Và ngày hôm nay, bệnh viện Việt Đức công bố thành công trường hợp ghép đa tạng cùng một lúc đó là tim và thận đầu tiên. Bệnh nhân là một người đàn ông 37 tuổi ở Tây Nguyên được nhận tạng từ người cho bị chết não ở Hà Nội. Theo giáo sư Trần Bình Giang là giám đốc bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân được ghép tạng là một người cư trú ở tỉnh Gia Lai, người này bị mắc bệnh cơ tim giãn, bị suy tim và rối loạn nhịp tim nặng dẫn tới suy thận giai đoạn cuối và người này đã phải chạy thận nhân tạo liên tục trong vòng từ 5 cho tới 6 năm qua. Tuy nhiên, đây là một trường hợp bệnh khó vì cả trái tim và thận của bệnh nhân này đều đã bị hỏng. Việc ghép cùng một lúc cả tim và thận là kỹ thuật rất phức tạp, chưa phổ biến tại Việt Nam. Vào tối 9 tây tháng 2 vừa qua, một thanh niên bị chấn thương sọ não nặng được đưa tới một bệnh viện ở Hà Nội. Khi bệnh nhân này được chẩn đoán chết não thì gia đình đã đồng ý hiến tạng để cứu các bệnh nhân khác. Đến ngày 15 tháng 2, bệnh viện hữu nghị Việt Đức đã thực hiện trường hợp ghép tạng kéo dài 10 tiếng đồng hồ từ 9 giờ sáng tới 7 giờ tối. Tất cả các tiến trình trong vụ mổ này hoàn toàn phù hợp với các tiến trình chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ trước khi mổ cho tới đây là ngày thứ 8 sau khi ghép tạng. Các chức năng của tim và thận đã được phục hồi gần như bình thường và bệnh nhân đã có thể ngồi dậy ăn uống cũng như giao tiếp không cần tới các phương tiện trợ giúp đặc biệt về tim mạch cũng như hô hấp. Đến đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin địa phương.